cửa hàng đậu đèn xe máy Son Anh. Xin chào các bạn. Phía trước của các bạn đang xem đây là chiếc xe Winner X của một vị khách hàng ở Tiền Giang đó đến với shop mình. Thì đây là độ một quả bi LED rất là hot luôn các bạn nha, cực kỳ đỉnh luôn, cốt lẫn pha nha, Get Magic 2.0 đó, ok ha, rất là đỉnh luôn. Phiên bản lé các bạn, phiên bản này là cực kỳ chất luôn, quá chất luôn các bạn ơi nha. Đó, ok, bắt xin mạnh luôn. Đối với sản phẩm bi-LED Get Magic 2.0 thì nó có hai nhân LED trợ pha, và đặc biệt hai nhân LED trợ pha này nó nằm cuối cùng của tiêu cực chữ Z, nên các bạn lắp cho những các dòng xe mà Winner X nè, ví dụ như phân nửa quả bi như thế này thì hoàn toàn cho ra 100% độ sáng các bạn nha, cốt lẫn pha nha. Đó. Rồi những xe mà kén chọn nhất thì cũng là sẽ cho ra hết độ sáng được, tại vì nó có hai chip LED trợ pha kép luôn các bạn ha, nằm phía cuối cùng nên các bạn sẽ rất là dễ ra cái ánh đèn pha 100%. Hiện tại thì vị khách hàng này chơi đây là dải đèn chiếu sáng, thì vị khách hàng này đã tháo ra và lắp lên một cái đầu bi màu xanh dương và mắt quỷ của bi LED Get Magic 2.0 thì màu đỏ các bạn nha, vòng thiên thần màu xanh dương luôn, vòng thiên thần màu xanh ngọc các bạn nha. Rồi ok, em mở chế độ code lịch sự. Chế độ sáng code lịch sự không gây chói mắt người đi ngược lại nha các bạn nha. Vì độ sáng này mình đã test thử độ sáng thực tế của bi LED này trong một cái đường rất là tối rồi các bạn nha. Nên các bạn nào mà đã chưa xem được video thì kết nối Zalo giúp mình ha. Số điện thoại trên 0346669686 ha, tắt đèn pha. Có. Đó, 0346669686 để mình tư vấn cho các bạn nha. Đó. Vì độ sáng này mình đã thử thực tế rồi các bạn, ở ngoài đường luôn chăng nữa. Rất là đỉnh nha, rất là bám đường, và đặc biệt là code của quả bi này nó có len giống như là một cái màu vàng để trợ khi mà các bạn đi đường sương mù, trời mưa đều đi được ngon lành luôn các bạn nha, rất là tốt luôn ha. Rồi ok, bác xin ban ngày mà anh bác xin cực kỳ đỉnh đó các bạn, giữ cái đó, ok ha. Rồi đây nè các bạn, mở chế độ code. Đây code này ha, tại vì trong shop mình thì nó hẹp, các bạn sẽ không thấy cái độ sáng nó thực tế được ha. Code này các bạn, đó pha nè, đó bạn thấy không, tầm điểm pha nó rất là đẹp, ở ngoài rất là đẹp luôn các bạn, rất là đẹp luôn ha. Code lẫn pha, độ sáng nếu mà các bạn muốn xem thực tế thì kết nối Zalo để mình tư vấn cho các bạn nha. Rồi ở phía sau mình đây là còn hai anh em Winner X nữa. Rồi cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn vị khách hàng ở Tiền Giang.